Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, để đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết được xác định là khâu quan trọng. Thực tế cho thấy nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt một cách nghiêm túc, có chất lượng thì nơi đó nghị quyết được cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống. Việc học tập triển khai nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngày 2 tháng 11 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 02 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng đa dạng, đổi mới hình thức học tập, hạn chế việc đọc, nghe một cách thụ động. Thực hiện quan điểm này, các báo cáo viên đã đi sâu phân tích những điểm mới, vấn đề cốt lõi của nghị quyết gắn với liên hệ thực tế ở địa phương, đơn vị. Về góc độ truyền đạt, là giảng viên là truyền đạt rất là kỹ càng và truyền đạt một cách cho cán bộ, đảng viên và các lãnh đạo là rất là đi sâu đi sát. Hai nữa là cái đánh giá rất là dễ hiểu và ngắn gọn. Chúng tôi là thấy là cái việc nghị quyết đánh giá rất sát, rất trúng và mang lại cái hiệu quả là vừa sát với thực tế và cái tầm nhìn chiến lược của cái nghị quyết của tỉnh Ninh Bình. Đảng bộ huyện Yên Khánh là một trong những đơn vị sớm tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn. Đa số các đại biểu đều cảm nhận được sự đổi mới trong quá trình quán triệt nghị quyết, đó là nội dung đã ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế hơn, tập trung vào nội dung trọng yếu như những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân và các nhiệm vụ giải pháp hoặc vấn đề có tác động lớn đến đời sống người dân. Ngoài ra, báo cáo viên cũng phân tích làm rõ các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 làm cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các đơn vị địa phương. Trên cơ sở là cái hội nghị triển khai học tập nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh thì đối với Đảng bộ xã thì Đảng ủy chúng tôi sẽ tiến hành là xây dựng cái kế hoạch để tổ chức hội nghị triển khai học tập và quán triệt đối với toàn bộ đảng viên trong đảng bộ, làm sao là sớm nhất để truyền tải đến toàn thể nhân dân với các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu và các cái khâu đột phá cũng như là cái chương trình trọng tâm của đại hội để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được huyện ủy Nho Quan triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Trong đó số lượng cán bộ đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết chiếm tỷ lệ rất cao. Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả việc quán triệt, học tập nghị quyết là cách thức truyền tải của đội ngũ báo cáo viên. Đa số các đại biểu sau khi được tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh mà các địa phương triển khai trong thời gian qua đều có chung cảm nhận việc giới thiệu nội dung nghị quyết không còn mang hình thức độc thoại, thông tin một chiều. Nhiều nội dung đã truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Trong quá trình học tập, các cán bộ, đảng viên còn tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên và người học, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động. Với cái sức lan tỏa của cái việc quán triệt nghị quyết thì nó tạo thành một cái hoạt động phong trào sôi nổi. Qua đó thì mỗi cán bộ đảng viên ý thức trách nhiệm của mình đối với công tác xây dựng đảng và đặc biệt là việc đưa chủ trương đường lối nghị quyết của đảng vào hiện thực cuộc sống. Bám sát vào những cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì chi bộ sẽ phải lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, đồng thời trong sinh hoạt hàng tháng thì phải có cái kiểm điểm, đánh giá những cái việc chương trình hành động, các cái kế hoạch của đảng ủy. Đồng thời thì xác định rõ những cái tồn tại và xác định nguyên nhân giải pháp cho cái tháng tiếp theo. Để nâng cao hiệu quả học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu với cấp ủy, trang bị tài liệu học tập, cấp phát đúng thành phần và đủ số lượng.
Đối với những tài liệu thì căn cứ với cái tài liệu được cấp trên là truyền tải xuống, trang bị cho cơ sở thì đối với chúng tôi thì cũng sau này là khi cái chương trình hành động mà được ban hành chính thức thì chúng tôi cũng sẽ in ấn chuyển xuống cho các cấp ủy, các chi bộ và đặc biệt là cũng chỉ đạo trong cái việc là tổ chức ở các chi bộ rồi cho cán bộ đảng viên rồi tổ chức hội nghị ở đảng bộ để quán triệt. Một trong những yêu cầu bắt buộc sau khi học tập quán triệt nghị quyết là cán bộ đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Hầu hết các địa phương đơn vị đều thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này và đa số bài thu hoạch đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết, đồng thời có sự liên hệ với chức năng, nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm bản thân trong thực tiễn công tác. Thì tôi cũng xác định rõ cái trách nhiệm vai trò của người cán bộ đảng viên. Thì chúng tôi xác định là sẽ viết bài thu hoạch, xây dựng cái chương trình hành động, thực hiện cái nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đó, các cấp ủy đảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền nghị quyết. Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, thông tin kịp thời tới các tầng lớp nhân dân gắn với những vấn đề thực tiễn ở cơ sở. Thời điểm này, các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đang triển khai các giải pháp để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thực chất. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã tiếp tục đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những nội dung quan trọng. Vì thế, ngay sau đại hội, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết, đồng thời tập trung xây dựng chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó coi trọng việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ đảng viên. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng cho từng năm, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương. Thì để xây dựng và áp dụng, triển khai cái nghị quyết nó có hiệu quả, thì chúng tôi quan tâm thứ nhất là về cái lĩnh vực phát triển kinh tế, cái thứ hai là xây dựng cái nông thôn mới, đặc biệt là về ý thức của cán bộ đảng viên, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện cũng như là các cái nhiệm vụ của địa phương. Đấy, thì chúng tôi là tập trung vào những cái nội dung quan trọng như vậy để trong cái quá trình triển khai thì nghị quyết nó sớm được thực thi và có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lấy đó làm nòng cốt, nhân tố để thúc đẩy công tác xây dựng đảng, cũng là một nội dung trọng tâm được nhiều cấp ủy đảng chú trọng. Sau khi triển khai cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thì tất cả các đồng chí trong ban chấp hành, lãnh đạo xã, cũng phải từng đồng chí cũng phải trên từng lĩnh vực công tác mình cũng phải có những cái kế hoạch cụ thể để triển khai rồi tổ chức là thực hiện làm sao cho nghị quyết đảm bảo là phù hợp nhất và hiệu quả nhất đối với địa phương. Xã Gia Phương, huyện Gia Viễn vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Vì thế trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương trong những năm tiếp theo. Thì để phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí thì nghị quyết của Đảng bộ sau đại hội thì cũng đã nêu rõ một số những cái nội dung mà Đảng bộ cần lãnh đạo tổ chức thực hiện. Ở đây thì chúng tôi chú trọng tập trung vào phát triển nông nghiệp theo cái hướng công nghiệp, hướng hiện đại. Thì hiện nay thì về việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng cũng là một trong những nội dung mà chúng tôi đưa vào cái lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và hàng quý và trong năm. Thì đến nay thì đối với xã Gia Phương thì cũng đã có nhiều những cái bước chuyển biến mới. Thì các đồng chí đảng viên với cái tinh thần là nòng cốt tuyên truyền về nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, chúng tôi thấy là có một cái điều mà người dân đang cần chính là không để cho ai bị tụt lại phía sau. Và để cho
thực hiện được cái việc ấy thì Đảng bộ Gia Phương chúng tôi đã tiến hành những cái biện pháp tổ chức từ khâu sản xuất cho đến các cái mặt để cho mọi người dân thấu hiểu và phấn đấu. Nhiều địa phương ngay sau đại hội đã chọn giải pháp xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh là việc làm trước tiên trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Để đạt được mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Khánh Lợi là đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng một năm, giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác đạt 150 triệu đồng, chi bộ thôn thượng đã phát huy tốt vai trò nêu gương, thực hiện nghiêm túc việc phân công đảng viên phụ trách các gia đình, đẩy mạnh công tác dân vận khéo, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình cái thực hiện cái nghị quyết là phải đi sâu vào cái dân vận khéo để nhân dân và cán bộ cùng tiến hành để thực hiện đi vận động từ nhà. Rồi là trên loa đài, trên truyền thanh của xóm, rồi là các cái đoàn thể, rồi là các cái hội nghị để hoàn thành tốt cái chủ trương của Đảng, Nhà nước đã giao. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đều gắn với thực tế, điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương đơn vị. Đây chính là cơ sở để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ngay sau khi được tiếp thu quán triệt kết quả đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như là quán triệt triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Lưu lần thứ 28 thì chúng tôi đã tập trung triển khai trong ban chấp hành Đảng bộ, đồng thời quán triệt đến đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng các ngành đoàn thể của cơ sở. Đồng thời thì thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể để triển khai trong sinh hoạt chi đoàn chi hội, tạo cái không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, cần sự thống nhất trong hành động, quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng các cấp, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Phần cuối của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin trích giới thiệu một số nội dung chỉ thị số 46 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy và tổ chức Đảng chỉ đạo Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng kết quả hoạt động của hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thời gian tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021, cấp cơ sở từ quý 1 năm 2021, hoàn thành trong quý 2, cấp huyện hoàn thành trong quý 3, cấp tỉnh hoàn thành trong quý 4. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 tổ chức vào tháng 3 năm 2022. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.